Theo thông tin từ tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh, hiện đang tiếp tục được thở máy, mở khí quản, lọc máu, kháng sinh, kháng nấm, bơm rửa màng phổi và can thiệp ECMO. Hiện phổi của bệnh nhân đã đông đặc gần như toàn bộ, cơ hội phục hồi hay lá phổi rất thấp. Bệnh nhân 91 được hội chẩn lên viện ngày 12 tháng 5 và Bộ Y tế đã chỉ định ghép phổi. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người khởi động tìm nguồn tạng đủ điều kiện cho phép. Cần chuẩn bị đầy đủ điều kiện để ghép, tổn thương phổi không hồi phục và tình trạng nhiễm trùng cần được tiếp tục điều trị, thay các catheter, kiểm soát các nguồn nhiễm trùng vào người bệnh, thực hiện làm nuôi cấy để khẳng định không còn SARS-CoV-2, khi khẳng định âm tính mới tiến hành chuyển bệnh viện Chợ Rẫy. Tiếp tục hồi sức cho bệnh nhân thật tốt để đảm bảo đủ điều kiện ghép, Cục Quản lý Khám chữa bệnh nghiên cứu xem xét các văn bản quy định pháp lý, xác định chi phí điều trị, chi phí ghép để tìm nguồn tài trợ. Bệnh viện Chợ Rẫy chuẩn bị tiếp nhận điều trị hồi sức cho bệnh nhân. Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Bệnh viện Việt Đức tìm kiếm nguồn cho tặng và chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị phục vụ ghép phổi. Trước đó, cơ quan chức năng Anh thông báo cho Bộ Y tế Việt Nam về việc đã tìm thấy người thân của nam phi công người Anh, bệnh nhân COVID-19 số 91 ở Việt Nam. Tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.